Hoàng Đức không tin vào vật mang lại may mắn, mong muốn ghi bàn để khép lại vòng bảng. Vào trận đấu tôi không có vật gì tâm linh hay may mắn. Nhưng bước vào sân tôi luôn nhìn lên trời, tự nói phải cố gắng hết mình và làm tốt vai trò của bản thân, Hoàng Đức chia sẻ trong buổi họp báo trước trận với Hougang United. Hoàng Đức nói thêm trong buổi họp báo, tôi luôn có áp lực và biết cách gỡ bỏ áp lực đó, tôi sẽ ra sân với tinh thần quyết chiến, cố gắng ghi bàn để kết thúc vòng bảng. Hiện tại, câu lạc bộ Viettel đang có cùng 6 điểm với Hougang United nhưng hơn về mặt hiệu số, đứng đầu bảng EFC Cup 2022. Ở trận đấu gần nhất, câu lạc bộ Viettel đã sử dụng đến 4 tiền đạo, nhưng hàng công không thể có được bàn thắng nào mà phải dựa vào bàn thắng duy nhất của hậu vệ. Chúng tôi dùng 4 tiền đạo nhưng Mạnh Dũng và Danh Trung thi đấu với vai trò tiền vệ, không phải trận đấu nào cũng ghi được bàn thắng. Chúng tôi sẽ đánh giá lực lượng đối phương, phong độ của mình để đưa ra đội hình ưng ý nhất để có trận đấu tốt nhất theo ý muốn, trợ lý Đặng Thanh.